Đấy, lên cộng 15 anh em nhá. Lên cộng 15 anh em nhá. Liều ăn nhiều. Mình sẽ đập lên cộng 15, không có bùa. Không có bùa anh em ạ. Đập lên cộng 15 không có bùa. Tỷ lệ thành công là 65%. Đập anh em nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Bảo Nam Game TV. Ok, hello chào anh em. Mình là Bảo Nam đây. Hôm nay mình sẽ làm cái video úp cái kiếm rồng lên cộng 15 mọi người nhá. Còn không biết được hay không. Đấy. Ok, không dài dòng nữa, let's go. Trước tiên thì ta phải dùng bùa đây anh em ạ. Hàng VIP, hàng gọi là hàng độc nhất server là phải dùng bùa. Mua một bùa này. Hai bùa tăng tỷ lệ này. Tắt hết nhỉ. Một bùa thôi anh em ạ. Tắt quá. Mong là lên được 15. Không thì lên 13 cũng được anh em ạ. Ok. Kết hợp bình thường. Cho cây vũ khí vào. Một viên trao này. Một viên tâm linh và một viên nữ nguyện. Đấy. Tỷ lệ 80% anh em nhé. 80% không căn. Đập luôn không căn anh em nhé. Ây da da. Quay nhỉ. Thế là ra đi một lít rồi đấy. Ra đi một lít rồi đấy anh em ạ. Cái vũ khí này rất là quay. Đập bao nhiêu vẫn không lên được. Ra đi một lít rồi. Khó phết đấy. 7 này. 8 này. 9 này. Tiếp tục anh em nhé. Mình sẽ đập hết cái G-coin này. Lên được bao nhiêu thì lên nhé. Không mua bùa nữa. Không mua bùa may mắn nữa. Tốn đạn lắm. Không mua bùa may mắn nữa anh em nhé. 75%. Căn phát đi. Một. Căn cú bin nó ném 3 lần nhá. Không biết có lên nổi được 15 không. Ném đi cú bin. Ném đi, ném đi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đấy, lên cộng 10 anh em ạ. Ok, lên cộng 10. Quá ngon. Ngó tay cho cả, ngó tay thôi. Ngon rồi. Tiếp tục. Lên cộng 11 anh em nhé. Lên cộng 11. Mười lăm hơi bị khó đấy nhưng mà. Sửa cái, sửa cái. 15 hơi bị khó đấy. Cái dạng vừa đâu. Tỷ lệ vẫn là 75% anh em ạ. Tiếp tục căn 3 lần anh em nhé. Căn cú bin ném 3 lần thôi. 2 1 2 2 à? Trêu mình à? 1 2 3 Xịt mất rồi anh em ạ. Xịt. Khó hết đấy. Khó quá anh em ạ. Hành trình này nó hơi bị gian nan. Mình đang có ý định đổi sang DK chơi. Nên là mình ép lên cộng 15. Khó hết đấy. 5 này. 6 này. Bảy này. 8 này. Và 9 này. Ấy kìa. Điện mẹ này. Buồn ghê luôn đấy. Thảm hố quá. Được. Đây.
hoặc là ước nguyện. Bảy, tám, chín. Tiếp tục lên 10 em nhé. Xịt hoài rồi, nãy giờ xịt 2 phát rồi. 2 phát là 2 lít rồi đấy. Cứ 1 phát xịt là 1 lít. Đây tiếp sắp hết rồi. Sắp hết tiền rồi em nhé. Không biết lên được bao nhiêu. Phát đầu căn, phát thứ hai không căn, phát thứ ba lại căn. Đấy, chơi theo kiểu như thế đi. Chơi theo kiểu phát đầu căn nhá. Căn ném 3 lần. Phát thứ hai sẽ không căn. Và phát thứ ba sẽ căn. 2. Ê, xong 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 xong. Lên 10. Tiếp tục anh em ạ. Mua một cái buồng may mắn đi. Tổng một phát đập là 101.000 đấy anh em ạ. 101.000 đấy. Phải ít đâu. Bùa chống xịt và một cái bùa tăng tỷ lệ ngọc hồn nguyên anh em ạ. Phát thứ hai không căn. Đấy, không căn. Phát thứ ba là mình căn nhá. Em đợi chút mình đi sang mua 30 viên S này nhá. Hết rồi. Căng rồi đấy, căng rồi đấy. Có B0 bán cho 30 tiền. Thôi. Tí nữa nhé. Ai da da da. Căng đấy. Sang server 3 cho nó máu. Lâu nay toàn ép server 4 ấy mà toàn xịt 11 rồi. 11 rồi anh em ạ. Phát 11 không căn, phát 12 là căn nhá. 12 là căn. Mua thêm cái bùa đi. Hết hết rồi anh em ạ. Hết đạn rồi. Còn có 250.000 thôi. 1 triệu phát ra đi nhanh. Trong vòng có vài phút thôi. Anh em cho mình xin một like nhá. Cho mình xin một like để lấy cái tinh thần ép đồ này. Cho mình xin một like nào. Ai da 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 da. Chào nữa. Anh em cho mình xin một like đi ạ. Để lấy cái tinh thần ép đồ. Cái bùa này
hai cái này, viên ngọc này. 1 2 3, 1 2 3. Yên không anh em, cái này là căn nhá. 1 2 1. Đâu thế, ném đi cù bin, ném đi, ném đi. Ba lần cho ta lên 10 về 12 cái thôi. 1. Ấy dạ dạ dạ, đùa mình à. Ném. 1 2. Ai dạ. Thử thách mình đấy, thử thách cái độ kiên trì đấy em. Thử thách cái độ kiên trì đấy. 1 2 3. Ngon ngon ngon, pháo tay nhá. 13 là mình không căn nhé. Thứ 13 là mình sẽ không căn. Giải nén ngọc tiếp anh em. Thứ 13 là mình sẽ không căn đâu. Hồi hộp quá, phát thứ 13 này. Mình sẽ không căn anh em nhé. Mua một cái bùa và một ngọc tăng tỷ lệ 5%. Thứ ba mình sẽ không căn, đập luôn, cho vào đập luôn anh em nhé. 1 2 3, 4 viên. 4. Đấy, tỷ lệ là 75%. Tiếp cái này không căn nhá, đập luôn cho nó nhanh, đập luôn. Quá ngon. Lên 14 được không anh em? Lên được 14 không? Tắt tay nhá. Phá thứ 14 là đã căn nhá. Mua bùa hết đi. Một phát này. Hai phát. Hết tất tay, hết tiền này nhá. Không còn đồng nào đâu. Hết tiền rồi. Sửa đấy cái. Phát 14 là căn nhá anh nhá. Căn nó ném 3 lần. Viên anh ạ. Thiếu mất một viên. Ok, mình sẽ dừng cái clip cộng 13 tại đây. Ngày mai mình sẽ úp lên 15 mọi người nhé. Hiện tại mình đang hết đạn rồi. Bây giờ tụt xuống thì mình hết đạn rồi. Lên 13 thôi. Trời lớn phát nữa nhỉ. Eo ơi, mà suy nghĩ nhiều. Trời lớn đi. Trời lớn nha anh em. Đập luôn. Không dừng nữa, đập. Trời lớn luôn. À hello cú đấm thép nha. Hello cú đấm thép. Cho tinh thần nào. Tinh thần đập đồ đi nào. Phát này là căn mọi người nhá. 75% sẽ căn 3 lần. À không căn, à lúc nãy căn rồi, bây giờ không căn anh em nhé. 1 2 3. Pháo tay, pháo tay. Hết tiền rồi anh em ạ. Con nên cho 15 không anh em? Ai ai ai, căng thế. Căng đấy, cho mẹ lên 15 luôn. Cho mẹ lên 15 anh em ơi.
Linh kết hợp ngọc. Ok, mình sẽ cho lên 15 nhá anh em nhá. Linh tính của mình đang kêu là nên dừng em ạ. Linh tính của mình nó kêu là nên dừng đi anh em, có lên liều không ạ? Liều ăn nhiều nhé, một là mất hẳn luôn. Đấy, lên cộng 15 anh em nhé. Lên cộng 15 anh em nhé. Liều ăn nhiều. Mình sẽ đập lên cộng 15, không có bùa. Không có bùa anh em ạ. Đập lên cộng 15 không có bùa. Tỷ lệ thành công là 65%. Đập anh em nhé. Đập nhé. 1 2. Đập lên 15 này. 3. Run quá anh em ạ. Thôi, nghỉ thôi. Để chờ có bùa đi, hết tiền rồi. Nghỉ thôi anh em ạ. Liều rồi. Liều là ăn cứt ý, không phải liều ăn nhiều đâu. Mình không liều được anh em ạ. Liều là mất luôn đấy. Công sức ép nãy giờ là mất luôn đấy. Mình sẽ ngừng tại 14. Và clip sau mình sẽ nâng lên 15 anh em nhé. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Lên cộng 14 anh em này. Anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh giúp mình nhé. Mình sẽ làm về clip lần sau ép lên 15. Ok.